chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Amy Family Cuộc Sống Mỹ của mình. Video hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn tại King Buffet. Mời các bạn cùng xem với mình nha. Chim kìa Kiwi. Có chân. Ra đường mà nó không xi nhan luôn kìa. Giang không? Kiwi đâu rồi? Hello, xin chào mọi người. Cua bớt.
Đi theo ba. Hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn Burger King. Mời mọi người cùng theo dõi hành trình với gia đình mình nha. Rồi đi vô ba. Cây hình lồng ở đây kìa. Vô ba đi, đi vô ba. Dạ. Ở đây có kem ly nữa kìa ba. Nè, ăn kem là được, thích thôi. Thưa quý, tại đây. Ba lấy cho ba xong rồi ba lấy dĩa cho tụi nhỏ nha ba ha. Trời, ông này ông cũng bấm điện thoại quay phim nữa nè. Đem lại đồng bàn. Bé đi. Đem vô bàn đi. Kêu làm gì? Rồi đủ rồi, chết quanh, ok. Chỉ là của con mình đó đúng không? Nguyên không ngoan mà mẹ không thương á. Đó. Ác chì. Ê dồi. Một muỗng nước tương là vừa ăn. Thật ra cái muối và tôm hả? Nếu mà nó hơi hơi lạc chút, tại muỗng nhỏ quá. Muỗng gì? Muỗng tươi nhỏ hơn muỗng dưới mình. Đúng không? Tao thấy như vậy mà. Thấy hả? Ừ.
Mà vẫn còn thấy lạc nữa không? Có chỗ dừa, có chỗ lạc. Mà bỏ thêm muối, chút muối, muối thịt đò. Cũng hoài à. Chưa 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 nhà để dơ cái mặt này. Tôi bắt mày ăn cái cá tôi tại vì nhìn mặt đài quá hả? Mặt hả? Qua nhìn đậm đà ha, nhìn cũng hấp dẫn ha. Ta-da. Quá! Ở đâu ra vậy? Đó, tôi ra rồi hả? Giờ mới ra hả? Trời ơi! Không, uống hoài 6 muỗi, ăn cho mẹ đi. Uống hoài lạnh 6 muỗi. Ngột nén nha. Mẹ không thương nữa đó. Tổng nghĩa muốn ăn này quẹt cái lịch sử đó. Thôi, bê đi thương lắm, bê đi bóc mất con tầm nghĩa. Con muốn ăn giỏi, con lớn rồi. Con giống ba, con lớn rồi. Tên tôm ở đây nó nhỏ hơn tôm với mình ha. Để đi luôn đi. Ừ. À, ba sư tới đây thì ăn sushi xong rồi ba có ăn sô thì ba lấy mớ sắp chế ra ha. Sắp chế bên này sợ ba chấm không tới đúng không? Ừ. Đi quậy á. Quậy quá mẹ đi ơi. Con để ra ngoài tránh đẹp. Ăn đi. Ồ, như giỏi ăn đi, chị giỏi ăn tiếp đi. Làm thêm cây nữa đi.
kem cà phê ngon á ba. Ba xay vòng tròn á, xay nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Cắt xuống. Rồi. Hẳn lên. Rồi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đây là cô gái bánh kem. Rồi. Trời ơi. Anh hai đâu rồi, Berry? Đi ha. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.